Xin chào các bạn, hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tháo lắp ổ đĩa cứng của laptop để thay bằng ổ đĩa cứng SSD. Thì mình đang sử dụng laptop HP Palm Vision G4, nó đang sử dụng con chip là Core i5, RAM là 4GB, ổ cứng gắn trong là 750GB. Cái máy tính này thì mình đã mua từ năm 2013 và ổ cứng hiện nay mặc dù đang sử dụng nhưng mà nó vẫn còn nó có những cái tiếng kêu là nó chuẩn bị hư rồi. Do vậy là bây giờ mình sẽ thay. Thì trước tiên là các bạn hãy gỡ cục pin ra. Thì mỗi một máy tính của mỗi hãng nó sẽ có cách gỡ khác nhau. Tuy nhiên đối với HP thì cái ổ cứng nó sẽ nằm ở cái đường mà các bạn thấy giống như chữ L. Thì nó có cái con ốc ha. Chúng ta sẽ chỉ gỡ cái con ốc này ra thôi. Thì khi gỡ các bạn hãy sử dụng cái tu vít cái loại nhỏ nhất để không làm hư cái con ốc này. Rồi sau đó các bạn đẩy nhẹ ra. Thì ở bên trong các bạn thấy ở trên đó là RAM, còn cái ở phía ở dưới thì đó là cái ổ cứng. Thì trước tiên các bạn hãy gỡ ra ha. Các bạn thao tác nhẹ nhàng. Và sau đó là các bạn sẽ lấy ổ đĩa cứng ra. Bởi vì khi mà các bạn thay bằng ổ đĩa SSD thì tốc độ nó rất là nhanh. Nhanh gấp 4-5 lần so với ổ đĩa cũ. Thì đây là ổ cứng 750GB SATA. Tốc độ là 3GB trên giây. Như vậy là đầu tiên là các bạn hãy gỡ hai cái miếng nhựa ra. Sau đó là mình sẽ thay bằng ổ cứng SSD của mình là Colorful, ổ đĩa đặc. Thì dung lượng của nó chỉ khoảng là 250GB thôi. Tuy nhiên tốc độ thì nhanh gấp 4-5 lần so với ổ đĩa cũ. Do vậy các bạn cài đặt Win thì nó chạy rất là nhanh. Sau đó các bạn gắn cái chốt này vào. Ở đây thì hãng sản xuất cũng đã sản xuất cái ổ đĩa với cái đầu cắm nó tương đương giống như là cái ổ đĩa cứng cũ, do vậy các bạn hoàn toàn yên tâm. Thì mặc dù máy tính của mình đã mua cách đây 6 năm nhưng mà vẫn có thể gắn được cái ổ SSD này. Thì sau khi gắn ổ mới thì các bạn sẽ gắn hai cái miếng nhựa này vào. Các bạn gắn nhẹ chứ không là nó sẽ gãy những cái đầu cắm ha. Rồi sau khi các bạn đã gắn ổ cứng xong thì chúng ta sẽ đóng nắp lại. Rồi sau đó các bạn gắn cục pin vào.
Như vậy là chúng ta đã thay đi cái ổ cứng SSD. Thì tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt hệ điều hành mới. Thì các bạn phải chuẩn bị một cái USB dung lượng từ 8 GB trở lên đã tạo một cái bộ cài Windows ở trong cái USB. Thì nếu bạn chưa có cái bộ cài thì bạn có thể xem video clip cách tạo Windows từ USB. Thì mỗi một máy tính xách tay nó sẽ có một cái phím chức năng khác nhau, tức là các bạn nhấn phím có thể là F9, F10, F12 để các bạn khởi động từ ổ USB. Ở trong phần này thì mình sẽ cài đặt hệ điều hành Windows 10. Sau đó các bạn chọn là Install Now. Thì nó thông báo là các bạn điền cái số seri, còn nếu bạn chưa thì các bạn có thể bỏ qua. Thì ở trong phần này nó có rất là nhiều, bởi vì do cái bộ cài của mình là có nhiều cái phiên bản tích hợp ở trong một cái bộ cài. Do vậy là mình sẽ cài đặt cái bản Windows 10 Pro. Và cái bản này thì nó cập nhật vào khoảng tháng tháng 10 năm 2018. Sau đó là các bạn nhấn Next. Bởi vì đây là ổ đĩa mới, do vậy là mình sẽ chọn là Custom, cài đặt một cái hệ điều hành Windows mới. Thì lúc này các bạn sẽ chọn New và các bạn phân vùng cho ổ đĩa. Ví dụ như là mình chia chỉ ra hai ổ thôi. Ổ đĩa C thì mình cho nó dung lượng là gần 100 GB. Như vậy các bạn sẽ gõ là 100.000 megabyte, thì tương đương với khoảng 97 GB. Còn phần còn lại thì mình sẽ tạo một cái ổ đĩa thứ hai là ổ đĩa D. Như vậy là mình sẽ chọn ổ đĩa, cái phần dung lượng còn lại mình chọn là New và chọn Apply. Sau đó mình sẽ chọn cái ổ đĩa C ha, ổ đĩa C là cái ổ đầu tiên và mình chọn Next. Thì tất cả những cái file cài đặt Windows nó sẽ copy và cài đặt ở trên ổ đĩa C này. Tùy theo cái tốc độ máy tính của các bạn mà các bạn cài đặt Windows thì nó có thể là mất từ 10 tới 15 phút. It sets me free. It's wrong, I can't think right. I love the better below you said myself. But this is the last time. It's wrong, I can't make right. Slipping off in the moonlight when I knew the truth. I'm hurting myself for you. On the ground, I know. Ooh.
as you say those things, then shut me out. Got no clue what you have found. I'm a rose in thorns, but you cut me down. It's wrong, I can't make right. Thì sau khi mà cài đặt thành công thì lúc này các bạn thấy là cái nó tự động, nó sẽ khởi động lại trong vòng là khoảng 30 giây đó. Còn nếu không các bạn có thể nhấn vào nút restart. Lúc này các bạn lưu ý là các bạn phải rút cái ổ đĩa USB ra, cho nên nếu mà các bạn để trong đó thì nó lại trở lại là cài đặt Windows ban đầu. Thì đây là nó trở lại cái Windows mà nó cài đặt từ USB nè. Do mình quên rút ổ USB ra. Thì lúc này là cái hệ điều hành nó đang khởi động và các bạn thao tác lần lượt theo như là ở trên màn hình. Có thể là ban đầu một số cái thiết bị nó sẽ nhận dạng như vậy, các bạn sẽ thấy nó hơi lâu. No, I won't make a sound. I love the pain. It sets me free. It's wrong, I can't make right. I love the bird below your sound.
shaken now, 'cause you say those things then shut me out. Got no clue what you have found. I'm a rose in thorns, but you cut me down. It's wrong, I can't make right.
Đó thì sau khi mà vào màn hình như vậy thì các bạn có thể đem những cái biểu tượng của Windows ra ngoài bằng cách các bạn vào trong cái mục theme nè. Các bạn chọn là Desktop Icon Setting. Sau đó các bạn đánh dấu chọn vào ví dụ như My Computer Control Panel để nó đưa ra ngoài màn hình cho các bạn thao tác cho nó dễ ha. Đó thì các bạn thấy là Windows 10 bản 64 bit, RAM là 4 GB và cái bộ cài đặt của mình thì nó đã kích hoạt rồi. Thì bây giờ mình thử xem thử là nó khởi động lại trong vòng bao nhiêu giây ha. Đó thì các bạn mới cài đặt thì các bạn nên khởi động lại từ 2 tới 3 lần để cho nó cập nhật lại tất cả những cái driver của máy. Để các bạn có thể kiểm tra bằng cách là các bạn click chuột phải vào trong property đó, và sau đó là các bạn sẽ chọn là cái mục là Device Manager để xem thử là Windows nó đã nhận được hết những cái driver chưa. Thì đây là những cái driver mà nó nhận hết nè. Thì đối với Windows 10 á, thì khi mà các bạn cài đặt mới thì nó cũng đã tích hợp chức năng là quét virus bằng cái phần mềm là Windows Defense. Do vậy các bạn cũng không cần phải cài đặt những cái phần mềm diệt virus của những cái hãng thứ ba, nó sẽ nặng máy hơn. Nếu bạn thấy video hữu ích thì đừng quên nhấn vào like, share cũng như là đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.